Ui dồi, chở nhiều đấy nhỉ. Hôm nay Đông Xuân đi một mình thôi. Ui ác thế. Đây, hôm trước tuấn vào đây mọi người. Nguy hiểm quá. Ê, đừng có làm tôi ngã nha. Phải chạy xe máy lên, xe rách rách này lên để đuổi quay nhá. Thôi không phanh sâu lắm mọi người ạ. Ồ, tôi chạm nhờ. Ồ, mới ngại nhả nó. Mình đom nhá. Yeah, tại quay video. Mình mà kéo à? Đó, hai anh em giống nhau lắm nha. Đây bên dưới rất là sâu mình nha. Đấy, sâu à. 30 phân. Đi lâu rồi cái rãnh sâu lắm à. Nghe. Chỗ này là thường thường đi rất là nguy hiểm luôn. Xin nữa là mang cảm gương kìa kìa. Anh sâu quá, hơi tốn hơi. Chữa đi đấy trơn lắm. Này trời vẫn nắng nhưng mà vẫn trơn. Hôm qua vừa tạnh mưa, hôm nay còn trơn. Quê hương của mình nhá. 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 Đấy. Đến đây quay video thì nhìn cái quả này thì hơi bị đẹp đấy mọi người ạ. Đấy mọi người ạ. Đấy thường thường đoạn này là hơi bị tơi này. Nói chung là không phải dốc mấy đâu, bình thường thôi, chẳng qua là hơi bị bên trên kia là hơi bị cán đá. Đây mọi người xem bên trên nhá. Đó. Đá đây là mấy múc múc không vô. Xong thành một bên trơn đi là nó ban đến khó. Ôi yeah. Ôi. Này thì con rán chảy veo veo mà còn không biết nhìn nữa. Quá nguy hiểm. Đương nhiên lắm mọi người.
ra lại nha mọi người. Chạy đây. Xoay đi xoay đi, ngại gì. Đuổi đây, thoải mái, còn sợ. Này. Yo yo yo. Thế rồi. Anh em này đi cũng chưa lâu mấy. Được nói chung là đi được gần 2 năm. Mà đi được cỡ này rồi mọi người ạ. Đường này nói chung cũng không phải bình thường đâu, cũng dốc lắm mọi người nhìn này. Đấy, dốc lắm. Đấy nhá. Xong. Chung là hết chỗ rồi. Rồi. Ok. Chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo. Kết thúc ở đây mọi người nhá.